Hello, em xin được gửi lời chào đến toàn thể các cô, chú, bác, các anh chị đang xem video nhé. Mỗi ngày là một cái hành trình, mỗi cái chuyến đi vào những cái miền đất xa lạ. Hôm nay thì mình lại tiếp tục có một cái hành trình đi vào trong một cái cánh rừng sâu. Tiếp tục vào rừng sâu và đi sưu tầm những cái loài lan rừng đẹp và khám phá những cái loài lan rừng mới lạ để chia sẻ với các bạn, những người đam mê lan rừng cùng theo dõi. Bây giờ thì mình đang có mặt ở giữa rừng rồi các bạn ạ. Và xung quanh mình thì cũng đã có những cái bụi lan đầu tiên trong cái hành trình này, và mình xin phép được ghi hình để chia sẻ với mọi người cùng theo dõi nhé. Nơi mình đi qua đây là một cái thung lũng ở giữa trong rừng sâu rồi các bạn ạ. Và mình đang trong cái quá trình đi lên trên một cái khe núi các bạn nhé. Ở đây thì địa hình của nó có những cái trũng rất là sâu các bạn ạ. Và những cái khe đá thì nó được chia cắt như thế này các bạn này. Sâu hoắm ở tận tít dưới kia. Nhìn rất là địa hình rất là đặc biệt rồi. Và ở đây thì đã có những cái bụi lan đầu tiên. Hôm nay thì mình gặp cái bụi lan long nhãn này đầu tiên này các bạn này. Một bụi lan hoàng thảo long nhãn mà rất là nhiều thân, rất to này các bạn này. Mọc ở trên một cái tảng đá ở đây. Và lẫn ở trong này là còn có cả vanda nữa các bạn. Còn có một cái cây vanda nhỏ ở bên trong này nữa. Một cái địa hình đẹp thì thường là sẽ xuất hiện nhiều những cái loài lan rừng. Long nhãn ở đây thì phải nói là cái bộ lá của nó siêu to các bạn này. Lá rất là to. Khi thì buông xuống bên dưới và mọc được rất là nhiều các bạn ạ. Xung quanh là một cái dạng địa hình. Những cái khe đá nó chia cắt. Và có nhiều những cái loài lan. Long nhãn thì rất là phổ biến rồi. Ở đây trên một cái cành cây khô bị gãy xuống này các bạn này. Có một cái nhánh hàm lân nhỏ nữa. Hàm lân bây giờ đang mùa hoa. Đây là một cái loài hàm lân rất là thơm. Nếu mà những cái rễ to ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Còn ở cái cành cây khô nó bị gãy xuống thì cây nó chưa thích nghi lại được. Nó hơi xấu các bạn ạ. Trên những cái vách đá thì đều có thể bắt gặp được cái loài lan hoàng thảo long nhãn. Lan mật khẩu, miệng kín này các bạn. Mọc trong buông từ trên này xuống đến dưới cái hốc đá luôn. Từ trên này đến cái hốc đá luôn. Nhưng mà ở đây thì nó không được tốt. Tại vì là nó buông vào trong cái hốc đá, điều kiện nó không được thoáng và ánh sáng nó ít các bạn ạ. Hôm nay thì trời nó không có gió nữa, trời nó âm u, có vẻ là sắp mưa rồi. Mình đang gặp một cái vách đá cao ở đây các bạn ơi. Ở đây có một cái vách đá rất là cao. Và mình sẽ phải đi vòng vào sâu dần trong này các bạn ạ. Ở đây có một cái khe núi và nó sẽ đi sâu vào trong đó. Mình sẽ đi vào trong và đi dọc lên trên những cái sườn núi khác các bạn nhé. Hiện giờ thì mình đang đứng trước một cái khe núi các bạn ạ. Ở đây có một cái khe núi rất là sâu, sâu tít xuống dưới kia. Và nó có một cái vách dựng đứng rất cao ở đây này các bạn này. Đấy, ở đây nó là một cái khe núi mà kẹp giữa hai cái. Bên ngoài này nó cũng là một cái bờ đá rất là cao. Và bên trong này thì cũng vậy, một cái bờ đá rất là dốc. Ở trong này thì có rất là nhiều những cái loại lan, nhất là mấy cái cây lan thanh đạm này, long nhãn này, rồi là những cái loại hoa khác, loại hoa thu hoài đường thì nở ở tít trên vách kia rất là nhiều. Và bên phía bên dưới thì còn có những cái khóm lan hài hương mà từ đây mình đã quan sát thấy ở vị trí kia các bạn ạ. Nó rất là cao. Đấy. Không biết là liệu có tiếp cận được mấy khóm lan hài hương thì không, mình sẽ xuống cái thung lũng này để xem thử các bạn nhé. Tít trên cái vách đá đó quá cao các bạn ạ. Ở đây nó là một cái vách đá dốc đứng luôn các bạn ạ. Dốc đứng luôn. Không có cái rễ cây nào. Chỉ có một cái cây khô ở đây này các bạn. Chỉ có một cái cây khô ở đây thì cũng không chắc là cũng không giữ được. Toàn những cái cây, những cái khóm to nhưng mà ở tít trên vách đá. Vách đá này thì quá cao. Chắc mình sẽ phải đi vòng để lên cái phần trên của cái vách này các bạn nhé. Cái chỗ mình đang đi qua lại là một cái khe của giữa hai cái ngọn núi các bạn ạ. Liên tục đi theo cái dãy núi đi qua rất nhiều những cái địa hình như thế này các bạn ạ. Cây cối thì có những cái cây to, râm mát. Nhưng mà lan thì toàn ở trên ngọn ấy, không nhìn thấy đâu cả. Chỉ nhìn thấy những cái loài lan ở dưới đất thôi các bạn ạ. Những cái địa hình đẹp như thế này thì rất hay gặp những cái loài lan như là lan thanh đạm và lan lọng. Và lan hài thì trong cái khu rừng sâu này, thường thường mình sẽ gặp được những cái cây lan hài hương. Và nó hay sống ở những cái điều kiện rất là phức tạp các bạn ạ. Các bạn xem này. Bên này thì lại là một cái cây lan hài hương các bạn nhé.
Cây này thì lá rất là to, phải to đến khoảng 4,5 cm. Chỉ duy nhất một cây luôn, đúng có một cây mọc ở trên cái vách đá này. Đấy, cái vách đá này thì nó có cái dạng hõm vào, cao tít từ trên mấy cái gốc cây mía vượn kia xuống. Cây phát tài núi đấy. Chỗ mình thì gọi là cây mía vượn. Nó là những cái khe, những cái địa hình sâu hoắm vào này các bạn này. Cái địa hình rất là khó thì mới có thể xuất hiện những cái loài lan này. Và có cả những cái cây thu hoài đường nhỏ tí xíu với cái bộ lá cực đẹp nữa các bạn ạ. Một cái bộ lá nhìn là rất là độc đáo. Chỉ có ở trong cái khu rừng sâu rồi thôi các bạn ạ. Hôm nay đi mình cũng gặp một số những cái cây lan hải hương. Nhưng mà cái hành trình gặp thì hầu như toàn ở những cái vị trí không lấy được các bạn ạ. Cái cây kia thì cũng ở trên, mình đang ngồi ở một cái vách đá đối diện này các bạn này. Đây là một cái vách đá đối diện mà bên dưới này nó là một cái khe sâu. Và phía bên vách đá đối diện bên kia thì cũng có những cái cây lan hải hương này. Nó mọc ở những cái điều kiện mà hết sức là toàn là vách đá dốc đứng luôn các bạn ạ. Toàn mọc ở trên vách đá dốc đứng luôn. Và cây của nó thì nó cằn thôi. Ở trên vách đá thì cây của nó không, lá của nó không dài đâu các bạn ạ. Lá của nó rất là ngắn và đẹp. Những cái loại này thì cây của nó sẽ cứng cáp hơn. Mặc dù là nhìn về cái độ thẩm mỹ thì nó sẽ không thể bóng mượt và đẹp được như những cái cây ở môi trường râm mát phù hợp. Bên trên một cái khe đá kìa các bạn nhé. Có một cái khe nó chạy. Ở đấy thì có mấy cây liền nhưng mà nó cũng ở trong những cái điều kiện. Trên cái vách đá chỗ kia thì còn cao hơn nữa. Trông vậy thôi nó không đơn giản đâu các bạn ạ, cao lắm. Ví dụ từ cái cây lan hải hương mà các bạn xem thấy này, đến cái khoảng cách ở bên dưới cái khe đá này nó phải khoảng 3,5 m. Những cái vách đá rất là cao. Mà cái dòng này thì nó chỉ ưa sống ở những cái điều kiện như vậy. Một cái khe núi quá là đẹp các bạn ạ. Cái vách đá cao bên trên kia cũng có kìa các bạn kìa. Nó sẽ tập trung ở cái dòng lan hải, nó sẽ tập trung ở những cái tiểu địa hình rất là đẹp. Như cái khu vực mà mình đang đứng đây. Nhưng mà nó toàn ở trên những cái vách đá cao như vậy thôi. Phía xa các bạn đang được thấy trên cái cành cây đó chính là một cái bụi lan các bạn nhé. Một cái bụi lan được gọi với cái tên là lan len nhung lá liễu các bạn ạ. Lan len nhung lá liễu, chắc hẳn là không nhiều người biết đâu. Mình cũng đã đôi lần quay và giới thiệu cho các bạn được xem về cái loài lan này rồi. Lá của nó có rất là nhiều những cái lông màu vàng. Đấy, một cái loài lan rất là lạ. Những cái bông hoa của nó thì có màu trắng. Nhưng mà bông hoa của nó thì nó cũng không lớn lắm, nó chỉ to cỡ cái đầu ngón tay của mình thôi. Ở đây là một cái bụi rất là đẹp. Nó mọc giống như một cái loài lan hoàng thảo. Và nó cũng có khả năng nảy kỳ ở trên thân y như cái loài lan, dòng lan hoàng thảo các bạn nhé. Nhưng nó thuộc về cái dòng lan len. Một cái khóm ở tít trên một cái cành cây cao. Xung quanh toàn những cái cây gỗ to các bạn ạ. Ở đây là một, sang bên này nữa. Bên này thì nó là một cái ngọn núi nữa. Và sang bên này thì lại xuống một cái khe rồi nó lại sang bên cạnh kia lại một ngọn núi cao hơn các bạn ạ. Mình toàn đi dọc cái sườn núi thôi, đi dọc theo những cái dãy núi rất là dài, chạy sâu vào trong rừng. Một cái khe núi rất là đẹp ở giữa rừng sâu các bạn ơi. Ở đây có lan hoàng thảo phi điệp vàng ở trên vách đá này, treo leo ở trên cái vách đá này rất là đẹp. Vách đá này thì nó là một cái khu vực ở gần đỉnh núi các bạn nhé. Và ở đây thì mình có gặp gỡ cả những cái cây lan hải hương nữa. Ở đây mình gặp một cái khóm lan hải hương rất là đẹp luôn các bạn ơi. Có cái bộ lá rất là bóng này các bạn này. Có một cái bộ lá bóng và vân thì nổi hết lên rồi các bạn ạ. Một vài cây ở cái khu vực này. Cây này thì nó khô hơn. Cây này thì có vẻ là cái nguồn nước của nó hơi bị ít cho nên là cái lá của nó khô. Cây lan hải hương bám ở trên vách đá các bạn ạ. Và ở đây thì còn có cả một cái bụi lan đùi gà nữa các bạn nhé. Có một cái bụi lan đùi gà nữa nhưng mà nó bị rơi ở trên cái cành cây này.
mình nhìn thì chả thấy cây nào có cái bụi đùi gà nào cả, nhưng mà đi thì toàn gặp những cái cành nó rụng ở dưới đất thôi các bạn ạ. Toàn gặp những cái cành nó rụng ở trên cây to xuống thôi. Đấy, một cái bụi nó rụng trong đây thì chắc cũng độ khá lâu rồi, cho nên bây giờ nó chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại vài cái cọng này các bạn này. Nhưng mà cũng không lên được mầm nữa. Lên mầm thì nó cũng hỏng. Lên cái mầm nào thì hỏng cái mầm đấy. Rơi ở trên ngọn cây xuống thì cái dòng hoàng thảo đùi gà này gần như là 100% sẽ bị chết các bạn. Tại vì không thể thích nghi được với cái môi trường ẩm thấp ở bên dưới những cái khe đá như thế này. Bây giờ thì mình đã đi vào rất là sâu ở trong rừng các bạn ạ. Đi hết cái dãy núi này. Gần như là hết rồi. Sang bên này một chút nữa thì mấy anh em của mình đi sang rồi thì mình sẽ không sang nữa. Sang bên này một chút nữa thì sẽ hết cái dãy núi này rồi. Nhìn phía xa xa thì không biết là thông ra đâu nữa. Nói chung là quá sâu. Thì bây giờ mình sẽ không tiếp tục đi vào xong trong này tìm lan nữa. Bây giờ mình sẽ tìm lối để quay lại thôi các bạn nhé. Ở đây đang là trong những cái khe núi mà rất là nhiều cây gỗ này các bạn này. Toàn những cái cây gỗ cổ thụ thôi. Và mình hy vọng là khi mà đi xuống dưới này thì sẽ có ít nhất là có một cái lối mòn để có thể trở lại ra ngoài. Hy vọng là như vậy. Hôm nay mình có một số những cái gặp gỡ như vậy để chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái hành trình sau.